Cái ớt này là ớt không cay nha mọi người. Mọi người nha, mọi người ơi, hôm nay em sẽ rút xương nguyên một mâm chân gà này để em làm món chân gà hấp hành theo yêu cầu của một khán giả thân thương nha mọi người. Bây giờ em bắt đầu em đã rút xong rồi đây này mọi người. Và cứ vậy mình làm như thế thôi. Mấy cái đầu thì cái tay nó hơi bị gượng gượng nhưng mà mọi người ơi, vậy nên em đã rút hết xương xong rồi nha mọi người. Bây giờ em sẽ đi rửa sạch và chuẩn bị lại. Mọi người ơi, vậy là em đã chuẩn bị một nồi nước sôi sẵn rồi nhá. Em có cho thêm sả và nêm gia vị vào đây nhá. Và chân gà em cũng đã rửa sạch rồi nhá. Em có chuẩn bị hành lá này. Bây giờ em đổ rôn luộc nha mọi người. Cái chân gà này thì mình luộc rất nhanh nhá, mình luộc lâu quá là nó sẽ bị mềm không ngon đó. Vậy là cái chân gà em luộc nó chín rồi nha mọi người. Bây giờ em bỏ cái hành lá này vào rồi em tắt bếp để em sẽ... Người ơi, hồi sáng em đi chợ mà trong nhà hết rau thơm, em quên không mua rau thơm luôn nên giờ không có rau thơm gì hết. Thôi ăn đỡ như thế này nha mọi người. Lại cũng có nấu canh để cho các bé nát, các bé ăn chân gà xong rồi ăn cơm luôn rồi. Đây em có chuẩn bị muối tiêu nè. Và mắm nha mọi người, mắm tỏi nha.
Bây giờ em ăn nhá, em mời mọi người cùng ăn nhá. Trời ơi mọi người nhìn này, cái chân gà đã rút xương ra rồi á, nó ngon lắm, nó hấp dẫn. Em cầm lên mắm trước đi. Nó giòn thân thật đấy mọi người, ngon. Cái ớt này là ớt không cay nha mọi người. Rất xứng đáng với công sức mình làm mọi người. Cái này em mua 5 vỉ là 2,5 kg, mà em đút trong phải mất tầm khoảng 2 tiếng mới xong mọi người. Trời ơi, ngon quá mọi người. Rất ngon luôn đó. Cái vị nó giòn giòn, cái mắm của nó chua chua ngọt ngọt, cái muối cũng thế mọi người. Em ăn miếng hành này nhá. Cái hành luộc này mọi người ngon lắm, giòn mà lại ngọt nữa. Còn có một bạn nói em là cô ơi cô làm chân gà xả tắc đi, mà bữa nay thôi làm chân gà rút xương luộc hành trước rồi chân gà xả tắc mấy bữa nữa làm sau mọi người. Thật sự là nó rất ngon mọi người, cái chân gà mình đã rút sạch xương mà ăn ngon.
Ngon quá. Em ăn mà nghe tướng ta đó mọi người, giòn thật thật ngon. Nó thật sự ngon. Thỉnh thoảng vẫn bị sót thứ trường mọi người. Mọi người ơi, thôi em xin dừng video ở đây nhá. Em ăn thử để nói cảm nhận cho mọi người biết vậy thôi. Em mong mọi người xem mà thấy hay á thì cho em xin một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ em Vân Sumo Vlog nha. Em rất cảm ơn mọi người nha. Xin chào mọi người.